Số 310, Kinh Đại Bảo Tích, quyển 71, Hán dịch nơi Bắc Tề, Tam Tạng Pháp Sư Na Liên Đề Gia Xá, Pháp hội 16, Bồ Tát Thấy Phật, phần 11. Phẩm 23, Thiên Tử, Tịnh Cư Thiên Tử nói kệ ca ngợi Phật, phần 2. Thiên Tử Lực Sinh nói kệ tán thán: nếu những nhân chuyên nghiệp và quả báo chỗ được, thì tánh nó đều không. Phật nói như sư tử. Thiên Tử Tùy Thuận Lực nói kệ tán thán: nếu dùng nghiệp nhân chuyên, tăng trưởng các quả báo, đấng lượng tốt biết rõ, vì thế Phật vô thượng. Thiên Tử Thuận Hành Lực nói kệ tán thán: tu tập giới như thế, tạo tác nghiệp như vậy, sẽ lại được quả ấy, Phật nhãn thấy biết rõ. Thiên Tử Lực Khởi nói kệ tán thán: tu tập giới như vậy, thành tựu tánh như thế, Phật biết các chúng sinh như nhìn năm ngón tay. Thiên Tử Lực Hành nói kệ tán thán: tu tập giới như thế, lại gặp bạn như vậy, thân cận nhau như vậy, thắng trượng phu biết rõ. Thiên Tử Lực Gia nói kệ tán thán: gia trì nơi giới ấy, đều sư biết rõ cả, thân cận nơi các bạn, Thế Tôn đều so thấy. Thiên Tử Quyết Định Giới nói kệ tán thán: giới ấy, hạn kỳ ấy, bạn ấy, tương ưng ấy, Phật đều quyết định biết, nên trừ được nghi hoặc. Thiên Tử Chánh Định Giới nói kệ tán thán: giới ấy, tương tục ấy, tùy chỗ ở thế gian, chỗ làm và chỗ được, thắng nhân đều biết rõ. Thiên Tử Học Giới nói kệ tán thán: ở trong các giới ấy, đạo sư trí biết rõ, trí ấy thể tánh không, thắng trí nói như vậy. Thiên Tử Thừa Giới nói kệ tán thán: tu tập pháp giới ấy, tùy thời cơ trụ đời, Phật đều biết như thật, nên hiểu vô tỷ thân. Thiên Tử Tùy Thuận Giới nói kệ tán thán: tu tập pháp giới ấy, tùy chỗ được công đức, y nhân và quả báo, Phật đều biết, không dư. Thiên Tử Cộng Giới Trụ nói kệ tán thán: tùy chỗ tu pháp giới, tùy đạo kia được hướng, Phật đều biết không thừa, nên được người trí kính. Thiên Tử Trí Hành nói kệ tán thán: tùy pháp giới tu tập, tùy đạo ấy được hướng, Phật biết chúng sanh hành, nên hiểu đấng học trí. Thiên Tử Hành Vô Ý nói kệ tán thán: chánh định và tà định, cùng chúng sinh bất định, ở trong ba khối này Phật quyết định biết được. Thiên Tử Hành Thừa nói kệ tán thán: nếu chúng sinh chánh định, người kham đến Niết Bàn, Phật là mặt nhật sáng, soi đời trí vô ngại. Thiên Tử Giải Thoát Hành nói kệ tán thán: nếu có những chúng sinh trụ nơi khối bất định, đọa trong các ác đạo, Phật cũng dạy Niết Bàn. Thiên Tử Lực Kỳ Hội nói kệ tán thán: Phật ấy chỉ giả danh, lực trí cũng như vậy, và bốn vô ý thảy chỉ có theo lời nói. Thiên Tử Kiến Thật nói kệ tán thán: không Phật, không Phật Pháp, cũng không khối trí khác, hiển thị nghĩa đệ nhất, Như Lai biết như thật. Thiên Tử Lực Trụ nói kệ tán thán: trụ nơi sức Phật Pháp, nhân đây được vô ý, tự tại tùy sở dục, đều là hàng Phật tử. Thiên Tử Pháp Vô Ý nói kệ tán thán: Thế Đế và Chân Đế, hiển thị hai đế này, ở trong Chân Đế ấy, lời nói chẳng nắm bắt. Thiên Tử Trí Tôn nói kệ tán thán: pháp ngôn thuyết đều khác, pháp tướng cũng sai khác, ngôn thuyết ấy vô tướng, Phật biết pháp tướng ấy. Thiên Tử Hành Tinh Tấn nói kệ tán thán: phi xứ chúng bất định, hoặc hướng đến dị đạo, ta định tất cả xứ, Mâu Ni đều biết rõ. Thiên Tử Tính Lực nói kệ tán thán: tu tập nơi giới ấy, như khởi tâm tình ưa, thấy tham cho là sạch, Mâu Ni đều biết rõ. Thiên Tử Bất Định Thừa nói kệ tán thán: chẳng thật vọng phân biệt, tăng trưởng tham dục giới, tin thì hành đạo ấy, Mâu Ni biết như thật. Thiên Tử Từ Thừa Hành nói kệ tán thán: chẳng thật vọng phân biệt, tăng trưởng giới giận tức, tin thì đi đường ấy, Mâu Ni biết như thật. Thiên Tử Thừa Nhân Chuyên Đạo nói kệ tán thán: chẳng thật vọng phân biệt, tăng trưởng ngu si giới, tin thì đi đường ấy, Mâu Ni biết như thật. Thiên Tử Thừa Xả nói kệ tán thán: có người sợ chẳng sống, tăng trưởng lòng tật đố, tin thì tập làm theo, Mâu Ni biết như thật. Thiên Tử Tập Cận Thiện Tri Thức nói kệ tán thán: gần bạn tốt bạn xấu, trở lại tăng ác giới, hoặc thành có niềm tin, Mâu Ni biết như thật. Thiên Tử Thức Kiên Cố nói kệ tán thán: lưu chuyện trong thế gian, tuy giới được tu tập, tuy thuận tin theo đó, Phật biết rõ không dư.
Thiên tử hành kiên cố nói kệ tán tán, lưu chuyển nơi sinh tử, tu tập hành như vậy, tùy thuận tin nơi ấy, Phật biết rõ không dư. Thiên tử tính căn nói kệ tán tán, nếu có những chúng sinh tuệ giới được tu tập, Phật đều biết rõ cả, nên hiểu vô ngại trí. Thiên tử căn hành nói kệ tán tán, Phật biết rõ các căn tùy theo phương tiện khởi, phan duyên và cảnh giới, tùy chỗ nhập như sinh. Thiên tử thừa căn nói kệ tán tán, thân bị khổ bức bách do tham trước khát ái, đoạn diệt những khát ái, chỉ Phật trí hơn cả. Thiên tử căn cảnh giới nói kệ tán tán, dạy chúng sinh hạ căn xa lìa nơi sắc ái, dạy lời căn quan sát là lời dạy của Phật. Thiên tử căn thán nói kệ tán thán, hạ căn trụ không nhàn, diệt được các tham dục, chánh quán nơi khác ái, lượng túc tôn biết rõ. Thiên tử căn quyết định nói kệ tán thán, trước nơi ái dục khởi, Phật quán vô sở đắc, tri vô tri đều diệt, nên gọi là thắng căn. Thiên tử bất ly căn nói kệ tán thán, xa lìa chẳng giận hờn, là lìa đối trị sân, là hạ căn sở hành, Phật biết dục chúng sinh. Thiên tử tính căn nói kệ tán thán, hành từ trừ sân khỏe hay khởi trí chúng sinh, họ diệt được sân khỏe, Thế Tôn đều biết rõ. Thiên tử cầu căn nói kệ tán thán, chẳng sân không lỗi ác, hành từ tánh tịch diệt, tình uế chẳng nắm bắt, nên hiệu thiên nhân sư. Thiên tử căn thuận hành nói kệ tán thán, hành nơi tà phân biệt, vì người nói tà hạnh, mê nặng không phương tiện, Phật thấy nên giải thoát. Thiên tử trí khởi nói kệ tán thán, tham sân si phiền não, chấp trước nơi việc trước, trái nó được trí sáng, vô thượng sĩ biết rõ. Thiên tử ly trí ái nói kệ tán thán, tham sân và ngu si, cùng cảnh sự sáng tối, tánh nó chẳng nắm bắt, đấng lượng túc biết rõ. Thiên tử trì oai đức nói kệ tán thán, chúng sinh chỗ được trí, tùy được trí nhiều ít, theo đó thành trí khí, Đức Như Lai biết rõ. Thiên tử cầu căn nói kệ tán thán, dùng trí biết nơi trí, xa lìa các phiền não, Thế Nhân Sư biết rõ, nên con cúi đầu lạy. Thiên tử nhất hướng lạc căn nói kệ tán thán, cõi nước và thời tiết, quan sát pháp phương tiện, phiền não uế và tịnh, Phật biết nó đều không. Thiên tử trí hàng nói kệ tán thán, chúng sinh căn dục tính, thường trung hạ sai biệt, buộc mở và trí tuệ đều thấy vô giác tri. Thiên tử căn tràng nói kệ tán thán, các căn thượng trung hạ, phiền não trí và thọ điều phục chẳng điều phục, Phật nói đều vô tướng. Thiên tử tu căn nói kệ tán thán, thiền giải thoát phiền não, chánh thọ tam ma đề, khởi thanh tịnh chúng sinh, Như Lai đều biết rõ. Thiên tử lật tóc tật nói kệ tán thán, vì được thiền tịch diệt nơi các pháp tự tánh, thấy đều biết rõ được nên hiểu nhất thiết trí. Thiên tử lực khải nói kệ tán thán, nếu pháp và tự tánh nói được nơi pháp này, được như thật chánh thọ thì chẳng trước ba cõi. Thiên tử lạc lực nói kệ tán thán, phiền não tạp phân biệt phát sinh ra bốn thứ, biết được nghiệp chỗ sinh nên hiểu đấng vô tỷ. Thiên tử tri lực nói kệ tán thán, biết được pháp thanh tịnh đối trị các phiền não hay tuyên nói nơi nghiệp, nên hiệu Phật vô tỷ. Thiên tử lực sĩ nói kệ tán thán, nơi thiền giải thoát khởi, ta ma đề chánh thọ, phiền não và thanh tịnh, Phật đều nói hư giả. Thiên tử lực sinh nói kệ tán thán, thiền giải thoát thanh tịnh, ta muội và chánh thọ, từ bất phóng vật sinh, nơi đây Phật biết rõ. Thiên tử lực tăng trưởng nói kệ tán thán, đại hùng ở trong đây, được nơi thiền khắp chuyển, biết nhập xả vô ngại như gió thổi hư không. Thiên tử tri tiền tế nói kệ tán thán, nơi vô số ức kiếp, ở nơi trong các cõi, chẳng bị lỗi ô nhiễm, nên hiệu thắng trường phu. Thiên tử trụ tiền tế nói kệ tán thán, nơi vô số ức Phật, đã từng tu cúng dường, vì câu đạo vô thượng, do đó con quy y. Thiên tử kiến tiền tế nói kệ tán thán, từng ở đời quá khứ, nhiều thứ cúng dường Phật, nơi các thứ biện tài Thế Tôn đều được cả. Thiên tử tiền tế thiện xảo nói kệ tán thán, xưa lưu chuyển thế gian, như pháp học như hành, từng thấy vô lượng Phật, nên sâu hiểu được pháp. Thiên tử học tiền tế nói kệ tán thán, chỗ chư Phật Pháp Phương,
đây hôm xưa tu hành ở bên Phật học rồi nên lại đấng biến tri. Thiên tử bản phương tiện cụ túc nói kệ tán thán: nơi vô lượng ức kiếp vô biên chư Phật hành tu hành thắng tinh tấn vì cầu Phật trí vậy. Thiên tử bản phương tiện quyết định nói kệ tán thán: tất cả pháp quyết định, nhiều ức kiếp quan sát, tất cả pháp không nhập, chỉ nói duyên hòa hợp. Thiên tử Tư Tiền Tế nói kệ tán thán: nơi vô lượng ức kiếp, đạo sơ từng tu hành, biết nơi xứ phi xứ, nên hiểu thế gian giải. Thiên tử Giảng Trạch Tiền Tế nói kệ tán thán: trụ nơi xứ phi xứ, quan sát nơi nghiệp nhân, giới căn thiền giải thoát, Phật đều biết rõ hết. Thiên tử quan sát tiền tế nói kệ tán thán: quá khứ từng quan sát, tăng trưởng sức trí tuệ, thập lực đại hùng mãnh, dùng trí quán thế gian. Thiên tử tiền tế cảnh giới nói kệ tán thán: đại hùng xưa tu hành, biết tất cả chúng sinh, tịnh hạnh bất tịnh hạnh, nên trị được chúng sinh. Thiên tử quan sát tiền tế hành nói kệ tán thán: trước quán nơi chúng sinh, quá khứ chỗ sở hành, tinh ưa và cùng giới, rồi sau trị chúng sinh. Thiên tử Tính Lực nói kệ tán thán: nay con tin Như Lai, chẳng thể nghĩ bàn kiếp, quan sát bản sở hành, tâm đều không chấp trước. Thiên tử Tính Trí Tính nói kệ tán thán: nơi vô số ức kiếp, suy Phật sở hành xưa, không một ai có thể lường công đức Như Lai. Thiên tử Quán Hậu Tế Thiện Xảo nói kệ tán thán: Như Lai dùng Phật nhãn, quán chúng sinh mười phương, sơ sinh và già chết, nhiều thứ nghiệp tương ưng. Thiên tử Học Hậu Tế nói kệ tán thán: nếu nhân vạc với nghiệp, tùy nơi hướng Phật đạo, mau đi đều biết cả, nên hiểu nhất thiết trí. Thiên tử Thức Sinh Tự nói kệ tán thán: nếu chúng sinh dùng giới, huân tập tạo các nghiệp, chúng sinh và nghiệp tập, Phật biết rõ vô giác. Thiên tử Tri Sinh Tự nói kệ tán thán: gần bằng hữu như vậy, gây tạo nghiệp như vậy, hướng đến đạo như vậy, mau đi đều biết rõ. Thiên tử Sở Tu Thiện Xảo nói kệ tán thán: biết được nơi sở tu, tùy theo chỗ tác nghiệp như vậy rồi, Như Lai đều biết rõ. Thiên tử Sự Thiện Xảo nói kệ tán thán: nương nơi sự như vậy, tạo tác nghiệp như vậy, Phật đều biết được hết, đều là cảnh giới Phật. Thiên tử Trí Sự nói kệ tán thán: tùy nơi sự chấp trước, có được chỗ tạo tác, vì Phật biết các căn nên biết rõ nghiệp ấy. Thiên tử Trí Thiện Xảo nói kệ tán thán: hoặc trí hoặc cảnh sự, Phật biết nó vọng tưởng, theo nó như chấp trước, Phật cũng biết không chưa. Thiên tử Tu Tác Thiện Xảo nói kệ tán thán: tuy chấp trước tạo nghiệp, do nơi phiền não vậy, Phật đều biết được nó, nên được đời nương về. Thiên tử Thú Thiện Xảo nói kệ tán thán: tùy thú như tạo nghiệp, tùy nghiệp được quả, tùy sở duyên tác nghiệp, Phật nhãn đều biết rõ. Thiên tử Phan Duyên Tiện Xảo nói kệ tán thán: biết được nơi sở duyên, tùy duyên nghiệp thành tục, nơi các thú thọ báo, Phật đều biết không mất. Thiên tử Tập Khí Thiện Xảo nói kệ tán thán: biết ác nghiệp tập khí, thiện nghiệp cũng như vậy, biết quá khứ sở hành, chúng sinh đến trong thú. Thiên tử Nghiệp Thiện Xảo nói kệ tán thán: biết được ba thứ nghiệp, quá khứ hiện vị lai, chúng sinh ở trong thú, trong ấy phàm phu mê. Thiên tử Báo Thiện Xảo nói kệ tán thán: làm ít được báo nhiều, làm nhiều được báo ít, và biết nhiều ít thảy ngoại đạo mê trong đó. Thiên tử Học Nghiệp nói kệ tán thán: biết nơi nghiệp hiện báo, cũng biết nghiệp sinh báo, và biết nghiệp hậu báo, Phật nhãn đều biết rõ. Thiên tử Tri Hiện Pháp Nghiệp nói kệ tán thán: hoặc hiện đời tác nghiệp, hiện tại được thọ báo, Phật đều biết rõ ràng, phàm phu chẳng hiểu được. Thiên tử Tri Sinh Báo nói kệ tán thán: hoặc tác nghiệp hiện tại, đời kế được thọ báo, Phật đều biết rõ ràng, phàm phu chẳng hiểu được. Thiên tử Trí Hậu Báo nói kệ tán thán: hoặc nghiệp nhiều ức kiếp, đời sau được thọ báo, hoặc còn quá xa hơn, Như Lai đều biết rõ. Thiên tử Tri Nghiệp Bất Thục nói kệ tán thán: hoặc nghiệp được tạo tác, nghiệp duyên ấy chưa thục, chưa được thọ quả báo, Như Lai đều biết rõ. Thiên tử Quán Nghiệp Vị Thục nói kệ tán thán: Như Lai khéo quán nghiệp, hoặc lúc nghiệp tương ưng, sinh nơi các chúng sinh, thảy đều hay khéo nói. Thiên tử Thiện Tri Nghiệp Thục nói kệ tán thán:
Nghiệp ấy hoặc thành tục, hay thọ báo đương lai, Phật đều biết như thật, cũng biết tri ấy không. Thiên tử, nghiệp thuộc quyết định, nói kệ tán thán. Nhất thiết trí, rõ thấu, nghiệp khinh và nghiệp trọng, biết được chúng sinh dục, nên được làm Thế Tôn. Thiên tử tri nghiệp khinh trọng, nói kệ tán thán. Chúng sinh đến ác đạo, theo nghiệp thấy như vậy. Nghiệp ấy hoặc khinh trọng, người trí đã biết rõ. Thiên tử tri chúng sinh hành, nói kệ tán thán. Thấy chúng sinh sở hành, và những nghiệp khinh trọng, hung mãnh tùy thuận biết, ngoài đạo chẳng biết được. Thiên tử quán chúng sinh hành, nói kệ tán thán. Quán nơi chúng sinh hành, tuyên nói nơi nghiệp báo, như cả nước sông Hằng, nếm muối chừng một lượng. Thiên tử học nghiệp, nói kệ tán thán. Hoặc thọ nơi tư nghiệp, Phật nói nghiệp cứu cánh, cùng báo học vô học, thắng tiên đã tuyên nói. Thiên tử lạc Phật trí, nói kệ tán thán. Phật nhãn chỗ thấy biết, ngu trí trong ba cõi, tuy nghiệp thọ được báo, con lệ Phật bậc trí. Thiên tử thuyết nghiệp tận, nói kệ tán thán. Chỗ sinh tử chúng sinh, Thế Tôn Đại Đạo Sư, để biết rõ không dư, nên lại trí vô ý. Thiên tử vô sở đắc, nói kệ tán thán. Hoặc nghiệp và sinh tử, chỗ chúng sinh riêng đến, báo ấy như cảnh mộng, lượng túc tôn đều biết. Thiên tử cầu phiền não, nói kệ tán thán. Tham dục sân ngu si, lượng túc tôn biết hết, dường người mơ khát nước, mơ uống nước mát trong. Thiên tử ly phân biệt, nói kệ tán thán. Từ nơi phân biệt sinh, tham dục sân ngu si, như chơi đùa trong mộng, quy mạng đấng thắng thuyết. Thiên tử diệt phân biệt, nói kệ tán thán. Nếu diệt được phân biệt, thì gọi hết phiền não, như mộng thấy mây tan, Thế Tôn hiển hiện đấy. Thiên tử quan sát lậu tận, nói kệ tán thán. Như mộng thấy trời mưa, khởi lậu cũng như vậy, đại hùng hay hiện thị, nhân duyên phát khởi lậu. Thiên tử quan sát mộng, nói kệ tán thán. Như mộng thấy trời mưa, khởi lậu cũng như vậy, đại hùng hay hiện thị, phàm phu mê sinh lậu. Thiên tử quán như mộng, nói kệ tán thán. Như mộng thấy trời mưa, theo đó khởi các lậu, đại hùng hay hiện thị, phàm mê sinh các lậu. Thiên tử như tự tánh tri, nói kệ tán thán. Như mẹ mộng sinh con, sinh rồi con lại chết, sinh mừng cũng sinh buồn, Phật thấy đời cũng vậy. Thiên tử tư lương mộng, nói kệ tán thán. Như mộng thấy chặt đầu, hết lậu cũng như vậy, tự hiểu cũng dạy người, con lại đại đạo sư. Thiên tử tu tập tuệ, nói kệ tán thán. Thấy pháp hay hiểu rõ, như mộng gặp sự ưa, xa lìa nó chẳng thật, như vậy vui thế gian. Thiên tử trí tâm, nói kệ tán thán. Nghe nơi pháp Như Lai, lấy pháp không tự vui, như trong mộng nói mộng, như vậy hiểu thế gian. Thiên tử hoan hỷ ý, nói kệ tán thán. Người thiền định hay khiến trời người thế gian mừng, quan sát nơi các thú, dường như tượng trong gương. Thiên tử quyết định tuệ, nói kệ tán thán. Nghe nơi pháp Như Lai, như tiếng đàn không hầu, độ trời người nghi hối, nên con lạy pháp vương. Thiên tử ảo hỷ, nói kệ tán thán. Như người làm ảo thuật, mê hoặc các kẻ ngu, người đế chọn chẳng mê, vì biết ảo chẳng thực. Thiên tử trừ tướng, nói kệ tán thán. Quán tất cả thế gian, như trong mộng làm ảo, trong ấy con không nghi, do nghe Phật pháp vậy. Thiên tử học ảo, nói kệ tán thán. Như ảo sư làm ảo, tư nói ảo chẳng mê, vì biết ảo hư giả, Phật thấy đời cũng vậy. Thiên tử quán vọng tưởng, nói kệ tán thán. Vọng tưởng sinh thế gian, đại đạo sư đều biết, như tinh tấn niệm Phật, trong mộng liền thấy Phật. Thiên tử diệt vọng tưởng, nói kệ tán thán. Chẳng phải tự sinh dục, đều do vọng tưởng khởi. Chẳng thật vọng khởi dục, Thế Tôn biết như thật. Thiên tử thức giải, nói kệ tán thán. Như tiếng vang hang sâu, vang ấy không có thật, vì thế chẳng chấp trước quán thế gian như vậy. Thiên tử thuyết thiện sao, nói kệ tán thán. Tiếng ấy không có thật, mà trong ấy lắng nghe, Phật tuyên nói pháp ấy, cứu vớt các phàm phu. Thiên tử như thuyết hành thiện xào, nói kệ tán thán. Ở trong pháp biệt nghĩa, chúng sinh vọng lấy khác, người tu hành biết pháp, trong ấy trường nghi hoặc. Thiên tử thuận nghĩa hành, nói kệ tán thán.
Nếu nghĩa và pháp Phật và pháp thật, không có ai biết được, không nói cũng không chứng, Mâu Ni nói tiếc ấy. Thiên tử pháp giả danh hành nói kệ tán thán, phiền não cấu lậu tập, đều tưởng vọng phân biệt, âu ô uế và thanh tịnh, chỉ giải danh ngôn thuyết. Thiên tử phân biệt thiện xảo nói kệ tán thán, tất cả chỉ danh tự gọi phiền não lậu thảy, ô uế và thanh tịnh là lời dạy của Phật. Thiên tử vô y tuệ nói kệ tán thán, nơi ba cõi chẳng trước, tâm ấy như hư không, ly ác chân phước điện, con lạy tâm tịch diệt. Thiên tử bất hạ liệt nói kệ tán thán, chẳng sắc chẳng không sắc, chẳng dục chẳng niết bàn, Phật tâm không chỗ nương, nó như là hư không. Thiên tử vô dục nói kệ tán thán, lìa nơi dục giới ái, sắc vô sắc cũng lìa, giải thoát nơi tham si, đảnh lễ đấng ái tận. Thiên tử viễn ly ái nói kệ tán thán, ở trong có không có, Phật dứt hẳn xa lìa, chẳng chấp trước ba cõi, đảnh lễ đấng tự tại. Thiên tử chướng ái nói kệ tán thán, chướng che nơi ba cõi, hành nơi trượng phu hành, hay giải thoát chúng sinh, quy mạng đấng cứu thế. Thiên tử giải thoát các ái nói kệ tán thán, lìa xa các kết xử, sau đó hết sinh diệt, thân tâm đều thanh tịnh, đảnh lễ đấng bình đẳng. Thiên tử tri tự tánh nói kệ tán thán, đại hùng hiểu tự tánh, biết trong pháp không sự, không phược cũng không giải, đảnh lễ đấng kiến thật. Thiên tử xuất ứ nê nói kệ tán thán, xa lìa bùn ái dục, cũng rời lìa các cõi, không giữ cũng không bỏ, đảnh lễ đấng vô sinh. Thiên tử thổ khí tư chuyên nói kệ tán thán, lìa cấu và tư chuyên, bỏ tội cũng xa ái, dứt bỏ các chướng cái, quý mạng đại đạo sư. Thiên tử khí dục nói kệ tán thán, dứt bỏ lợi bất lợi, vô trước hành quyết định, ra khỏi nơi lưới ma, đảnh lễ đấng vô trước. Thiên tử lợi lạc lợi ích thiên tử nói kệ tán thán, hoặc tự đạo tha đạo, người xa lìa nhiệt não, đại hùng thấy đạo ấy, đảnh lễ vô ngại kiến. Thiên tử đắc danh xưng nói kệ tán thán, tương ưng cùng Phật trí, người như thuyết như quán, họ trừ được phiền não, đảnh lễ thế gian giải. Thiên tử vô ý nói kệ tán thán, quyết định nơi các pháp, không ai đương đối được, sư tử hống vô ý, biển trí rống cũng vậy. Thiên tử nhất thiết xứ vô sở ý nói kệ tán thán, khéo độ tất cả xứ, xa lìa các tên độc, vô ý chẳng khiếp nhược, con lại đấng tối thắng. Thiên tử vô sở hy nói kệ tán thán, chẳng phải trời càn thác, ma vương cùng phạm vương có thể đàn hỏi được, nên Phật như sư tử. Thiên tử sư tử du bộ nói kệ tán thán, Phật nơi pháp vô ý, vì hiểu rõ các pháp vô ngại nên vô trước không ai nạn hỏi được. Thiên tử vô bố nói kệ tán thán, như sư tử ở rừng, không hề có kinh sợ, dẹp phục các cầm thú, giữa rừng rống lớn lên, tôi tuôn rống như vậy, kinh bố các ngoại đạo, trời rồng càng tắc bạc, chẳng thấy ai đối địch. Thiên tử nhất thiết xấu siêu thắng nói kệ tán thán, tất cả trong ba cõi, tất cả đều không có, ai thắng nổi Đức Phật, vì thế con quy y. Thiên tử sơ tự tuệ nói kệ tán thán, đại trí thấy tất cả, nơi các pháp vô ý, thế gian không ai bằng, con lại đấng vô ý. Thiên tử xứng thuận sinh nói kệ tán thán, tôi biết là chánh giác, như pháp không nạn được, thế gian đều không có, ai có thể nạn được. Thiên tử trì tạng nói kệ tán thán, vật làm sư tự hống mà bày các pháp tạng, chúng phạm thiên nghe nói đều phát tâm bồ đề. Thiên tử thuận oai nghi nói kệ tán thán, chúng ấy được lợi lớn, người thuận Phật oai nghi phát tâm bồ đề rồi, quyết làm thắng đạo sư. Thiên tử thuận lạc pháp nói kệ tán thán, đại chúng sinh thuở ấy, được nghe Phật pháp rồi hay phát tâm bồ đề, quyết thành diệu trường phu. Thiên tử tịnh tâm nói kệ tán thán, được nghe Phật dạy rồi, thế gian không ai bằng. Ngàn muôn ức chúng sinh phát thắng bồ đề tâm. Thiên tử thanh tịnh lưu nói kệ tán thán, nhân vương đã lâu xa khéo tu tập Phật học, nên thân Phật thanh tịnh 32 nghiêm tướng. Thiên tử vô lậu tâm nói kệ tán thán,
Vì Phật được vô lậu mà làm sơ tự hống, được núi thượng trí tuệ, không ai nạn hỏi được. Thiên tử Thuận chúng sinh nói kệ tán thán, trong ba cõi đều không, trời người Atula, nói Phật lậu chẳng hết nên Phật đủ mười lực. Thiên tử Xảo tận lậu nói kệ tán thán, tất cả những lậu tập Phật đều hết không thừa, không ai vấn nạn được nên Phật là cha con. Thiên tử Thường tinh tấn nói kệ tán thán, thế gian chẳng thể có ai nạn được pháp vương, rằng còn có phiền não nên là bậc tự tại. Thiên tử Tịch diệt hành nói kệ tán thán, Phật đã dứt tham sân ngu si và tập khí, còn diệt ác nghiệp hành, con lạy đấng tịch diệt. Thiên tử Phương tiện hành nói kệ tán thán, nếu dùng phương tiện quán dứt hết các phiền não, Phật trí đã đầy đủ nên con đảnh lễ Phật. Thiên tử Phương tiện giả nói kệ tán thán, vô lượng xảo phương tiện đạo sư tu trong ấy, dứt hết các phiền não, thanh tịnh không còn thừa. Thiên tử Phương tiện tuệ nói kệ tán thán, đạo sư chiếu thế gian xảo tuệ không cùng tận, dứt nên dứt hết phiền não cũng dứt hết tập khí. Thiên tử Tu Tịch diệt nói kệ tán thán, vì dứt các phiền não tập khí đều không thừa, do đó Phật đại trí bất động vô sở ý. Thiên tử Quán đạo lý nói kệ tán thán, Phật dứt hết phiền não, vì dứt các tập khí, chiếu sáng như Đức Phật, thế gian không ai sánh. Thiên tử Đoạn sự nói kệ tán thán, Phật dứt các tập khí, không có sự tanh hôi, nên Phật nhất thiết trí, tệ tối thắng trong đời. Thiên tử Trụ biên nói kệ tán thán, nay Phật tối hậu thân, đã dứt nhân chuyên sinh, do vì hết các lậu, nên Phật được vô ý. Thiên tử Vô lượng trí nói kệ tán thán, đại hùng dứt chủng tử, đốt cháy mầm cổ não, khô rụi nhánh dây ưu, con lại đấng lìa não. Thiên tử Xuất khanh giảng nói kệ tán thán, Thế Tôn nhất thiết trí đã lìa hố vô minh, Phật hạnh đã được tịnh nên Phật được vô ý. Thiên tử Độ hữu nói kệ tán thán, đã độ biện sinh tử, đạo sư việc làm xong, cũng bỏ nơi bờ kia, tự lợi được vô ý. Thiên tử Nhập Niết Bàn nói kệ tán thán, Phật đã được tịch diệt, phá hết các phiền não. Cho đến chút tập khí, Thế Tôn thảy đều không. Thiên tử Pháp Tràng nói kệ tán thán, Phật dựng tràng chánh pháp, xô gãy tràng kiêu mạn, đại hùng đã hiển thị, vô lượng những pháp hạnh. Thiên tử Pháp Tánh nói kệ tán thán, tánh cùng những trí biết, mâu ni đạt các pháp, bàn lành của quần sinh, con lạy biển tối thắng. Thiên tử Pháp Xung nói kệ tán thán, khác ưa nơi Phật Pháp nên được vô sở ý, các Phật tử vô trước mà làm sơ tự hống. Thiên tử Cầu Pháp nói kệ tán thán, vì cầu các Pháp nên Phật tử được phát tâm và thấy Phật vô ý, có trí cầu Bồ Đề. Thiên tử Khác Pháp nói kệ tán thán, vì khác ưa Phật Pháp nên nhiều ức chúng sinh nghe Phật vô ý rồi sâu phát đại tinh tấn. Thiên tử Pháp Khởi nói kệ tán thán, thấy Phật nói Pháp Thắng, kiến lập nơi chánh Pháp, vô ý bố thí rồi, Phật tử cầu Bồ Đề. Thiên tử Trì Pháp nói kệ tán thán, Pháp được Thế Tôn nói, thầm thâm có thấy được, Phật tử được nghe rồi, cầu Vô Thượng Bồ Đề. Thiên tử Vô Lẫn nói kệ tán thán, thân mạng và của cải, Phật tử không lẫn tiếc, nghe Phật sư tự hống, đều cầu diệu Bồ Đề. Thiên tử Vô Dị Tuệ nói kệ tán thán, nghe Phật nói Pháp rồi, tâm tư không có khác, ở chỗ Phật vô ý, cầu Pháp giữ luật nghi. Thiên tử Vô Dị Hành nói kệ tán thán, nghe Pháp Vương hống rồi, chẳng đến các dị lộ, xa rời nơi hai thừa, cầu Vô Thượng Bồ Đề. Thiên tử Cận Trụ nói kệ tán thán, thấy Phật sư tự hống, Phật tử được nghe rồi, quyết được thắng Bồ Đề, sẽ thành thân Như Lai. Thiên tử Cận Biện nói kệ tán thán, ở chỗ Phật Thế Tôn được nghe biện tài rồi, trong diệu Pháp Như Lai, rất xin lòng vui mừng. Thiên tử Đắc Biện Tạng nói kệ tán thán, lúc Phật hống vô ý, nói Pháp chẳng hủy được, lòng tin ưa quyết định, trọn không ý thoái chuyển. Thiên tử Thường Hỷ nói kệ tán thán, thập lực hống vô ý, bao nhiêu các Phật tử, tất cả thời hoan hỷ, tâm thuận cầu Bồ Đề. Thiên tử Vô Khiếp Nhược Tâm nói kệ tán thán, thường mừng chẳng khiếp nhược, Thế Tôn các Phật tử ưa cầu thắng Bồ Đề vì được nghe lời Phật. Thiên tử Vô Ngại Tâm nói kệ tán thán, chúng ấy tiền Phật tâm, trọn chẳng có thoái chuyển,
tâm mừng vui vi diệu vì nghe Phật khéo nói. Thiên tử xảo tri vô biên pháp nói kệ tán thán: do vì tu chánh pháp, khối pháp lành chẳng giảm, đạo sư biết phi xứ chẳng sinh dòng nhảm đủ. Thiên tử xảo thuyết pháp nói kệ tán thán: tu hành chứa pháp ác mà chẳng biết thoái giảm, Thế Tôn biết phi xứ nên Phật vô sở ý. Thiên tử pháp tánh vô ý nói kệ tán thán: pháp ác thể tánh nó sẽ ô uế pháp lành, nó chẳng ô nhiễm tâm, Phật biết là phi xứ. Thiên tử xảo thương ưng nói kệ tán thán: pháp ác và pháp lành hai thứ khác chẳng hợp, Phật nói nơi nghĩa ấy nên Phật là thầy con. Thiên tử xảo tri thiện bất thiện nói kệ tán thán: đại hùng đều biết hết các pháp chẳng tạp tụ, vì vọng tưởng phân biệt trong pháp lành thoái giảm. Thiên tử như thuyết hành mãn túc nói kệ tán thán: người hiện hành phiền não trọn chẳng sinh pháp lành, vì chẳng sinh pháp lành nên biết chẳng thoái giảm. Thiên tử lạc giải thoát nói kệ tán thán: nếu người ưa giải thoát mà tu hành pháp ác, Phật nói họ có chướng nên Phật nhất thiết trí. Thiên tử tình tâm nói kệ tán thán: người lòng ưa giải thoát cần biết sự phiền não, đại hùng nói pháp ấy nên Phật đáng thọ cúng. Thiên tử kiến phiền não nói kệ tán thán: đi ở trong phiền não mà chẳng biết phiền não, họ chẳng biết chánh pháp, thiện thể nó như vậy. Nếu nói làm việc ác mà chẳng thoái pháp lành, chẳng phải khí giải thoát, lời Lượng Túc Tôn nói. Thiên tử địa phục nói kệ tán thán: lìa dục lìa ồn não, cũng lìa sân si tẩy, như pháp được Phật nói, phải nên tu như vậy. Phiền não với pháp lành, ngu si chẳng biết rõ, Phật chẳng phải thầy họ, đại tiên nói như vậy. Thiên tử cần tu giải thoát nói kệ tán thán: Phật nói pháp đối trị đã trừ phiền não vậy, y theo trừ hết lậu, không ai vấn nạn được. Thiên tử hướng giải thoát nói kệ tán thán: Phật nói pháp như vậy vì đã dứt phiền não, nếu tu không diệt hoặc không thể tránh nạn vấn. Thiên tử phương tiện tương ưng nói kệ tán thán: Phật là người thuyết pháp vì các chúng thanh văn tu hành theo được chứng, không thể nạn vấn được vấn Phật. Thiên tử thú giải thoát nói kệ tán thán: Phật nói pháp như vậy vì muốn dứt phiền não, tu hành theo diệt hoặc không ai nạn vấn Phật. Thiên tử vô ý công đức nói kệ tán thán: vì đã dứt phiền não, Phật nói bất tịnh quán hành theo diệt hết hoặc không ai nạn vấn Phật. Thiên tử thiện phát tâm tất tu nói kệ tán thán: từ tâm dứt giận tức tu từ dứt được hoặc không ai nạn được Phật, Thế Tôn được vô ý. Thiên tử tình mục nói kệ tán thán: Phật nói tu trí tuệ thì trừ diệt ngu si, nếu tu tuệ chẳng diệt không thể nạn vấn Phật. Thiên tử diệt giác quán nói kệ tán thán: vì đối trị giác quán, Phật nói pháp tức quán, tu theo dứt giác quán không ai nạn được Phật. Thiên tử tôn trọng vô tướng nói kệ tán thán: vì dứt trừ ngô ngã, Phật nói không tịch diệt, hành theo diệt ngã chấp không ai nạn được Phật. Thiên tử đoạn ngã mạn nói kệ tán thán: vì đoạn trừ ngã mạn, Phật nói pháp vô tướng, tu vô tướng diệt mạng không ai nạn được Phật. Thiên tử tịnh thân nói kệ tán thán: thâm tâm tinh thanh tịnh, tất cả phiền não hết, tu theo dứt phiền não không ai nạn được Phật. Thiên tử thâm dạy tưởng nói kệ tán thán: đối trị và bạn đảng cầu tìm nơi phiền não, người vô ý nạn Phật không bao giờ thấy có. Thiên tử giải dụng nói kệ tán thán: Thế Tôn chỉ danh dụng, kia đây tận bất tận, người vô ý vấn nạn, họ cũng chỉ giả danh. Thiên tử điều phục thân nghiệp nói kệ tán thán: dùng trí khéo hiểu rồi, thân nghiệp được lưu hành, Thế Tôn đều biết khắp, nên hiểu nhất thiết trí. Thiên tử thân tri, tri thân nói kệ tán thán: thân nghiệp rất thanh tịnh, đại hùng đều không thừa, đấng thương xót quần sinh, con lạy thế gian phụ. Thiên tử thân nghiệp giảng trạch nói kệ tán thán: khéo giảng trạch thân nghiệp, thương xót các chúng sinh, chiếu thế mà tạo tác, nên hiệu thắng trường phu. Thiên tử thiện kiến thân nghiệp nói kệ tán thán: thân nghiệp được thanh tịnh, đạo sư đều xem thấy, thương xót các quần sinh, nên hiệu nhất thiết trí. Thiên tử thiện quán thân nói kệ tán thán: khéo quán được thanh tịnh, thân nghiệp được tương ưng, vì thương xót quần sinh, thắng trượng phu du hành.
Thiên tử thành tựu ngữ ngôn, nói kệ tán thán: đủ công đức ca mỹ, rời lìa lời dệt thô, trí tuệ vây quanh dâu, Như Lai thường diện nói. Thiên tử thời ngữ nói kệ tán thán: y thời nghĩa tương ưng, xa lìa sự vô ích, lời Phật đều trung thực, chúng sinh vui thọ hành. Thiên tử thành tựu trí tuệ nói kệ tán thán: thương chúng sinh chẳng não, thành tương ưng chẳng trượt, chẳng hư hoại nhân quả, Phật vốn nói như vậy. Thiên tử bất tương vi nói kệ tán thán: cho đến vì thân mạng chưa từng có vọng ngữ, vì thế Phật công đức nơi đời không chướng ngại. Thiên tử thật ngữ nói kệ tán thán: Phật tu chân thật ngữ, vì thế đời chiếm ngưỡng, chí tâm ưa lắng nghe để được Phật pháp vậy. Thiên tử tùng thật sinh nói kệ tán thán: Thế Tôn do lời thật lần đủ thành Bồ Đề, các pháp chân thật tánh Thế Tôn đều biết rõ. Thiên tử thật tinh tấn nói kệ tán thán: nơi các pháp hữu vi, như tánh chân thật thấy, Thế Tôn đều biết rõ các pháp chân thật tướng. Thiên tử giảng trạch nghiệp nói kệ tán thán: nơi mình và nơi người, biết thân khẩu ý nghiệp, bởi trí thanh tịnh ấy, nên hiệu Phật vô đẳng. Thiên tử quan sát ý nghiệp nói kệ tán thán: pháp phương tâm ý nghiệp, bao nhiêu sự tương lương, thương nhớ nơi chúng sinh, nên con lạy từ phụ. Thiên tử xạo giác quán ý nói kệ tán thán: Thế Tôn chỗ tâm chuyên, tâm ấy đều điều thuận, thương nhớ nơi chúng sinh, con lạy đấng thương đời. Thiên tử xả phương tiện nói kệ tán thán: chúng sinh tâm sở chuyên, ý nghiệp chỗ khởi tác, các thứ trí tuệ sinh, Thế Tôn đều biết rõ. Thiên tử giải tuệ nói kệ tán thán: ý nghiệp là Phật địa, vì thương nhớ chúng sinh, phương tiện trí thanh tịnh, Phật trí không thể tánh. Thiên tử xảo tri quá khứ nói kệ tán thán: Phật biết đời quá khứ, nếu người chỗ tạo nghiệp, giới nhẫn tấn định trí, Phật đều biết rõ cả. Thiên tử quan sát quá khứ nói kệ tán thán: quan sát quá khứ hành, biết được nhiều ức Phật, chỗ sở hành quá khứ, vì cầu thắng Bồ Đề. Thiên tử bản hành cụ túc nói kệ tán thán: nhớ biết việc quá khứ, ức kiếp A Tăng Kỳ, Phật tâm không chấp trước, chỗ bản hành của Phật. Thiên tử quan sát bản hành nói kệ tán thán: A Tăng Kỳ ức Phật, đạo sư đều từng học, xuất sinh tam muội lục, thành các thứ Phật pháp. Thiên tử bản hành sinh nói kệ tán thán: vô lượng A Tăng Kỳ, đạo sư tam muội môn, chỗ chư Phật quá khứ từng học cũng tu hành. Thiên tử quan sát bản trụ nói kệ tán thán: trong sinh tử nhiều lỗi, đáng cúng chẳng đáng cúng, quán rồi độ chúng sinh, độ tất kẻ mù loà. Thiên tử yểm quá khứ thế nói kệ tán thán: kia đây ăn nuốt nhau, cũng từng vui đùa nhau, cùng giết hại lẫn nhau, Thế Tôn đều biết rõ. Thiên tử tri vị lai cảnh giới nói kệ tán thán: đạo sư thuở vị lai, trí tuệ được vô ngại, chúng sinh tuân nghiệp báo, các loài Phật đều biết. Thiên tử tùng bản hành lai nói kệ tán thán: Thế Tôn nơi quá khứ, trí tuệ không chướng ngại, thiện nghiệp tam ma đề, lìa loài biết các loài. Thiên tử xạo tri vị lai nói kệ tán thán: Phật nói thuở vị lai, trí tuệ không chướng ngại, chúng sinh chết và sinh, nghiệp báo đều biết rõ. Thiên tử ly hữu pháp nói kệ tán thán: Thế Tôn vua ba cõi, thuyết thắng trong ba đời, Phật trí thường vô ngại, khi biết cảnh giới hữu. Thiên tử dụng hành nói kệ tán thán: chúng sinh chỗ nghiệp hành và sự thọ quả báo, thứ ấy chỉ giả danh, Thế Tôn nói như vậy. Thiên tử quan sát hiện tại nói kệ tán thán: Thế Tôn vua hiện tại, trí tuệ trọn vô ngại, nơi vô số cõi Phật, Mâu Ni đều biết rõ. Thiên tử hiện tại vô ý nói kệ tán thán: Thế Tôn chánh quan sát, ba đời đều bình đẳng, cứu cánh vô sở hữu, mê hoặc trí phàm phu. Thiên tử trí vô sở trụ nói kệ tán thán: đạo sư thấy như vậy, ba đời vô sở trụ, bởi nương nơi pháp tánh, nên các pháp vô sự. Thiên tử giáo tam thế nói kệ tán thán: quá khứ và vị lai, ấm sinh tất bại hoại, không sự không tự tánh, đời số dạy như vậy. Thiên tử ý vô trước nói kệ tán thán: Thế Tôn nói ba đời, thể đều không bền chắc, như ảo như sóng nắng, nói năng như tiếng vang. Thiên tử tam thế tự tại phú nói kệ tán thán: Thế Tôn ở ba đời, thường xuyên thêm trí tuệ, biết các hành như ảo, các căn vô sở trước. Thiên tử dục đáo biển ngạn nói kệ tán thán:
Đại hùng nơi đêm ấy được chứng đại bồ đề, Thế Tôn tinh tấn dục đến nay không thoái giảm. Thiên tử dục tác tinh tấn nói kệ tán thán: Thế đăng chỗ có dục thường chẳng có thoái giảm, các con của Thế Tôn rất ưa tinh tấn dục. Thiên tử kiến lập dục tác nói kệ tán thán: Thế Tôn từ dục khởi như hoa sen trong nước, chẳng bị đời ô nhiễm như sen ở trong nước. Thiên tử dục giải thoát nói kệ tán thán: Dục và thế gian phụ hai ấy gọi pháp giới, chẳng hai không hai thể, Thế Tôn thảy đều thấy. Thiên tử tinh tấn sinh nói kệ tán thán: Do tinh tấn oai đức chứng được đại bồ đề, nơi pháp thị pháp phi trọn chẳng bỏ tinh tấn. Thiên tử niệm cụ túc nói kệ tán thán: Phật ở tất cả chỗ, phát tâm đều tùy thuận, nơi pháp thiện pháp ác Phật niệm chẳng tổn giảm. Thiên tử nhiếp tâm nói kệ tán thán: Thế phụ thường nhiếp tâm biết hành nghiệp chúng sinh theo chỗ họ tu hành mà vì họ thuyết pháp. Thiên tử kính trọng Bát Nhã nói kệ tán thán: Thế Tôn biện trí tuệ biên tế bất khả đắc, dù ức vô số kiếp Phật nói cũng chẳng hết. Thiên tử học giải thoát nói kệ tán thán: Vô đẳng Phật Thế Tôn giải thoát chẳng tổn giảm, giải thoát và người thoát Phật tìm chẳng thể được. Thiên tử hội giải thoát trí nói kệ tán thán: Thế Tôn đấng giải thoát tri kiến khắp giải thoát, hiểu chân thật chẳng giảm, vì biết không tự tán. Thiên tử quan sát thân nói kệ tán thán: Phật nơi Phật nhiên đăng thường tu hành chân thật, ba nghiệp không lỗi lầm, nên hiệu là Như Lai. Thiên tử thâm hạnh nói kệ tán thán: Thế Tôn không lỗi lầm, chẳng như chúng sinh khác, biết tự tánh các pháp Phật tự tánh chẳng mê. Thiên tử đại tuệ nói kệ tán thán: Phật nơi nhất thiết chủng tâm niệm chẳng mê hoặc, điểm ấy thường hiện tiền ví như dầu đầy chén. Thiên tử tâm bất tán loạn nói kệ tán thán: Cho đến thời gian ngắn tâm niệm chẳng tán loạn, Phật được pháp bất cộng, chúng sinh đều chẳng biết. Thiên tử thiện giải trí tuệ nói kệ tán thán: Nếu có tư lương xả thiện thể không được không sự ấy, Thế Tôn bất cộng pháp đức ấy chẳng ý bàn. Thiên tử siêu nhất thiết nói kệ tán thán: Ở trong ba cõi này biết tất cả pháp đó, tất cả không bằng Phật, nên hiệu nan hàng phục. Thiên tử kiên trì nói kệ tán thán: Đấng vô thượng kiên cố nơi pháp vô sở ý, bằng đồng tất cả Phật giác ngộ kẻ chưa ngộ. Kinh Đại Bảo Tích quyển 72, Hán dịch đời Bắc Tề, Tam Tạng Pháp Sư Na Liên Đề Gia Xá. Pháp hội 16 Bồ Tát Thấy Phật phần 12. Phẩm 24. Ngoại đạo Giá La Ca Ba Lợi Bà La Sa Ca. Bây giờ có 8.000 chúng người ngoại đạo Giá La Ca Ba Lợi Bà La Sa Ca thấy chúng, thấy các chúng Atula, Kalola, Long Nữ và Chư Long, Cư Bằng Trà, Cả Tất Bà, Già Xoa, Cận Na La, Ma Hù La Già, chúng trời không hành, Tứ Thiên Vương, Tăng Thập Tam, Dạ Ma, Đâu Xuất Đà, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại, Quan Âm, Biến Tịnh, Quảng Quả, Tịnh Cư, cúng dường Thế Tôn và nghe tiếng tán thán, họ sinh lòng hy hữu, nghe pháp, họ nghe pháp môn ấy mà pháp mà họ chưa hề được nghe, họ sinh tâm niệm nghi ngờ, từ chỗ ngồi đứng dậy bạch hỏi Đức Phật: Thưa Cù Đàm, chúng con nghe pháp mà từ trước chưa được nghe, nghe xong chúng con không thích Giá La Ca Ba Lợi Bà La Sa Ca ngoại đạo, cũng chẳng thích tại gia. Ở nơi pháp này, chúng con lại suy tư hồ nghi, chẳng kính tin, do vì từ trước chưa hề được nghe. Chúng con ở chỗ Sa Môn Cù Đàm cũng có nhân duyên. Vì sao? Do Cù Đàm biến hóa thần thông như vậy, chúng con được thấy chư thiên được thân vi diệu, và thấy đại chúng quy phục Cù Đàm rất đông, nên biết vì Cù Đàm rất khéo thuyết pháp. Do đó với Cù Đàm chúng con có chút lòng tin. Cù Đàm lại vì chúng trời quảng quẻ nói pháp rằng tất cả pháp là Như Lai, nơi pháp thuyết ấy chúng con rất nghi lự. Thế nào tất cả pháp gọi là Như Lai? Chúng con với Cù Đàm xin lòng tin như vậy, chỉ có Cù Đàm biết được ý chúng con như vậy, xin Cù Đàm về chúng con mà giải nói cho chúng con hiểu nghĩa của pháp ngữ ấy, hầu được lìa lưới nghi. Đức Thế Tôn bảo: Nay Phật hỏi lại các ông, tùy ý các ông đáp. Chúng ngoại đạo thưa: Lành thay Cù Đàm, Ngài có hỏi chúng con xin nói. Đức Thế Tôn hỏi: Các ông có biết thế nào thai nhập bụng mẹ chăng? Ngoại đạo thưa:
Thưa Đức Cù Đàm, trong luận của phái con có nói ba thứ nhân duyên hòa hợp tha nhập bụng mẹ, đó là cha mẹ gần nhau sinh tham nhiễm, nghĩ đến sự dục, do nghĩ mà hành dục nên tha nhập mà thành thai. Đức Phật nói, này các ông, ý các ông thế nào lúc cha mẹ nghĩ tưởng tham nhiễm ấy, có phải từ nơi tâm mẹ mà phát khởi chăng? Ngoài đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, không phải. Đức Phật hỏi, này các ông, có phải từ mẹ nghĩ tưởng sinh khởi chăng? Ngoài đạo nói, thưa Cù Đàm, không phải. Đức Phật hỏi, này các ông, có phải từ nơi tâm cha phát khởi chăng? Thưa Ngoài đạo thưa, thưa Cù Đàm, không phải. Đức Phật hỏi, này các ông, có phải từ cha nghĩ tưởng sinh khởi chăng? Ngoài đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, không phải. Đức Phật hỏi, này các ông, tham dục ấy của cha có vào bụng mẹ không? Ngoài đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, không. Đức Phật hỏi, này các ông nghĩ sao tâm người cha có vào bụng mẹ chăng? Ngoài đạo nói, thưa Đức Cù Đàm, không. Đức Phật nói, này các ông nghĩ sao, sự phân biệt của cha có vào bụng mẹ chăng? Ngoài đạo nói, thưa Đức Cù Đàm, không. Đức Phật hỏi, này các ông nghĩ sao, thai ấy có phải từ thân trời chết rồi xuống vào bụng mẹ không? Ngoài đạo nói, thưa Cù Đàm, chúng con chẳng biết được. Đức Phật hỏi, này các ông nghĩ sao, thai ấy có phải từ thân địa ngục chết rồi đến vào bụng mẹ không? Ngoài đạo nói, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được. Đức Phật hỏi, này các ông nghĩ sao? Thai ấy có phải từ xuất sinh chết rồi đến vào bụng mẹ không? Ngoài đạo nói, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được. Đức Phật hỏi, này các ông nghĩ sao? Thai ấy có phải từ ngạ quỷ chết rồi đến vào bụng mẹ không? Ngoài đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được. Đức Phật hỏi, này các ông nghĩ sao? Thai ấy có phải từ thân Atula chết rồi đến vào bụng mẹ không? Ngoài đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được. Đức Phật hỏi, này các ông nghĩ sao? Thai ấy có phải là phi sắc đến vào bụng mẹ không? Ngoài đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được. Đức Phật hỏi, này các ông, các ông nghĩ sao? Thai ấy có phải là sắc đến vào bụng mẹ không? Ngoài đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được. Đức Phật hỏi, này các ông nghĩ sao, thai ấy có phải là thọ tưởng hành và thức đến vào bụng mẹ không? Ngoài đạo thưa, thưa Đức Cù Đàm, chúng con chẳng biết được. Đức Thế Tôn bảo chúng ngoại đạo, này các ông, pháp ấy thậm thâm, tịch diệt, vi diệu, khó lường, khó hiện thì được, chẳng phải cảnh giới tư lương, chẳng phải là điều các ông biết được. Các ngoại đạo, các phái ngoại đạo dị kiến, dị nhẫn, ưa muốn dị chủng, nơi pháp chẳng chân chánh thì tinh tấn tu hành, nơi trong dị kiến thì quyết định hướng đến. Này các ông, nếu có thiện nam thiện nữ, gặp được thiện tri thức thì ở trong pháp thầm thâm, xin được mắt sáng tỏ, ví như có người đau mắt lòa tối, gặp được lương y chữa lành. Họ do nơi mắt lành sáng ấy mà hiện đời được thấy những hình sắc từ trước chưa hề thấy. Cũng vậy này các ông, nếu có thiện nam thiện nữ, chẳng có đủ các căn tính, họ gặp thiện tri thức nên tuệ nhãn được thanh tịnh, do tuệ nhãn nên thấy được thâm pháp. Hàng ngoại đạo các ông từ thuở xa xưa, bị tà luận lừa dối mà sinh những kiến chấp sai lệch, ở nơi phi pháp lại cho là thiện pháp, nơi chẳng giải thoát lại cho là giải thoát, nơi chẳng xuất thế lại cho là xuất thế. Thầy các ông tự hư hỏng, lại làm các ông hư hỏng. Do có người mù bảo người mù khác rằng, ta dẫn anh đi, người có trí nên biết hai người mù ấy chắc sẽ trụy lạc nơi phi đạo mà bị khổ. Có Sa Môn Bà La Môn thật chẳng phải đạo sư mà tự xưng đạo sư, thiệt chẳng phải chánh giác mà tự xưng chánh giác, thiệt chẳng biết đạo xuất thế mà tự xưng là biết, thật chẳng thấy đạo xuất thế mà tự xưng là thấy, thật chẳng biết chỗ cạn quá mà tự xưng là biết, thật chẳng phải giáo sư mà tự xưng là giáo sư. Điều họ dạy bảo là tà giáo, tự thân chẳng chánh giác, nhưng đem dạy cho người điều tà giác, thiệt chẳng giải thoát xuất ly, mà nói ta có thể giải thoát. Lời dạy về xuất ly của họ chỉ là
ta xuất, thật chẳng biết đạo mà nói ta đã biết đạo. Lời họ dạy đều là tà đạo, thật chẳng biết chỗ cạn qua mà nói ta đã biết. Lời họ dạy về độ thoát ngược lại, khiến người càng khốn khổ. Này các ông, ví như kẻ chăn bò, chẳng biết chỗ cạn, lùa bầy bò xuống nước, đưa đến chỗ nước sâu giữa dòng, bị khốn, không ai cứu hộ. Vì sao? Vì đó là kẻ chăn bò, chẳng biết chỗ nước cạn. Cũng vậy, hàng ngoại đạo các ông chẳng phải đạo sư, mà tưởng mình là đạo sư. Người được độ trở lại bị khốn khổ. Này các ông, Phật là đạo sư thật, có khả năng hóa đạo. Người được hóa độ đều được độ một cách chân chánh. Phật là chánh giác, lời nói chẳng hư dối. Cho nên người được Phật giác ngộ đều được giác ngộ một cách chân chánh. Phật là năng suất, lời nói chẳng hư dối, nên người được dạy xuất ly thì được xuất ly một cách chân chánh. Phật thấy đạo là có thể dạy cho người khác. Đạo lộ mà Phật đã hướng dẫn cho họ là đạo lộ chân chánh. Phật biết chỗ cạn, lời nói chẳng hư chối. Cho nên người được Phật độ thì được chánh độ. Phật biết pháp giáo hóa cho nên có thể giáo hóa người khác. Phật biết Phật pháp cho nên có thể giác ngộ người khác. Phật biết pháp xuất ly khiến cho người được xuất ly. Do Phật chánh kiến nên có thể chỉ bảo người một cách chân chánh. Phật biết chỗ độ qua được nên có thể độ người. Người được giác qua đều được đường tốt. Ngoài đạo các ông, người ứa giải thoát, Phật là đạo sư nay ở trước các ông đây. Các ông nên đến. Phật đã chân chánh giác ngộ, hiểu rõ pháp xuất ly, khéo thấy đạo xuất ly, có thể làm chỗ cạn qua. Các ông nhất tâm lắng nghe kỹ, khéo suy nghĩ, tất cả đều sinh ưa muốn chánh niệm thiện tiền. Tâm phải chuyên chú khởi siêng năng tinh tấn, vì chưa chứng pháp khiến được chứng, vì chưa đến được pháp khiến đến được, vì xưa chưa hành đạo khiến tiến hành, vì xưa chưa đến chỗ khiến đến chỗ, vì chưa phục ma khiến hàng phục, vì xưa chưa tìm bạn khiến cầu bạn lữ, vì chưa được pháp phương tiện khiến được pháp phương tiện. Này các ông, như Phật đã nói, ba pháp hòa hợp được thọ thai, nay sẽ nói. Các ông phải nhất tâm, nghe kỹ, Phật sẽ vì các ông mà nói pháp môn thọ thai. Này các ông, Phật nói mẹ, đó là quá khứ tác nghiệp ấy làm duyên. Phật nói cha, đó là quá khứ tác nghiệp ấy làm nhân. Phật nói ca tác bà, đó là nghiệp chiêu vời của thức. Phật nói ca la lã, đó là nghiệp an trí. Phật nói bụng mẹ, đó là chỗ nơi mà nghiệp an trí thức. Thức ở nơi bụng, rồi thì sinh mạng được tăng trưởng dần dần. Này các ông, ví như cỏ thuốc rừng rậm, nương đại địa mà cây cỏ được tăng trưởng dần dần, cũng vậy thức ấy vào bụng mẹ rồi, tăng trưởng lớn lên. Trong bụng mẹ ấy, hài nhi trưởng thành mới được sản sinh, sinh rồi lần tăng, đã được trưởng thành, hành tánh thuở đời trước, theo chỗ đã chết mà đến. Chỗ sở hành quá khứ kia, quen tập phát khởi hiện tại đây. Cái ấy phải là trí mới biết, không phải ngu rõ được. Kết bạn cùng ở thường quan sát luôn mới biết tánh ấy. Các ông hãy lắng nghe. Người ấy nếu từ địa ngục chết rồi đến sinh trong loài người đây, sẽ có tướng này mà người trí phải biết. Tiếng họ ré lên ồ ề như tiếng con la, tiếng gấp rút, tiếng kinh sợ, tiếng to, tiếng nhỏ. Lòng thường sợ sệt, luôn luôn run rẩy, nổi óc dựng lông. Trong chim bao phần nhiều thấy lửa cháy lớn, hoặc thấy chạy trên núi, hoặc thấy khối lửa, hoặc thấy nồi chảo, nước sôi trào. Hoặc thấy có người cầm gậy gộc mà chạy, hoặc thấy thân mình bị mâu sóc đâm, hoặc thấy la sát nữ, hoặc thấy bầy chó dữ, hoặc thấy bầy voi dữ rượt, hoặc thấy mình chạy bốn phương mà không có chỗ nương về. Lòng họ ít tin, không có thân hữu. Này các ông, vô lượng tướng cảnh như vậy, này Phật nói lược bấy nhiêu. Đây gọi là từ địa ngục chết đến sinh trong loài người, chẳng phải ngu lường được mà chỉ có trí mới biết. Này các ông, người ấy nếu từ xuất sinh chết rồi đến sinh trong loài người, sẽ có những tướng dạng này mà người trí cần phải biết. Họ ám độn, ít trí,
lười biếng, ăn nhiều, thích ăn bùn đất. Tánh họ khiếp nhược, nói năng chẳng rành. Họ thích làm bạn với kẻ ngu, ưa chỗ tối tăm, mến thích nước đục, ưa nhai cỏ cây, ưa lấy ngón chân đào khoét đất cát, ưa động đầu xua đuổi ruồi lằn, thường cất cao đầu ngáp nhai không, thường ưa co chân tùy nghi nằm trên đất chẳng tránh ô uế, ưa ngửi không, ưa trần chuồng, ưa dối trá, nói khác làm khác, ưa nói thêm bớt. Họ thường chiêm bao thấy lấy bùn trét lên mình, hoặc mộng thấy mình ở đồng ruộng ăn cỏ, hoặc mộng thấy mình bị đắng quấn, hoặc mộng thấy mình vào trong hang núi rừng rậm. Có vô lượng tướng cảnh như vậy, nay Phật nói lược các tướng ấy. Đây gọi là từ xuất sinh chết đến sinh trong loài người, trí mới biết, chẳng phải ngu lường được. Này các ông, người ấy nếu từ ngạ quỷ chết đến sinh trong loài người sẽ có các tướng sau đây, mà người trí phải biết. Tóc họ vàng, giận trợn, mắt nhìn, thường ưa nhịn đói, nhịn khát, tham lam, bỏng sẻn, ghen ghét, ưa tham ăn, tham uống, ưa nói lén người, thân nhiều lông, trong mắt sáng đỏ, nhiều nghĩ tưởng các thức ăn, ưa muốn tích tụ, không muốn chia cho, chẳng thích thấy người lành tốt, thấy tài vật liền sinh lòng trộm cắp, cho đến nó được chút ít, cũng liền bừng vui. Thường cầu tài lợi, ưa ăn đồ bẩn, thấy người có của cải liền canh ghét. Lại với tài sản của người, tưởng là của mình. Thấy người thọ dùng thì tiếc lẫn, nghe nói ăn ngon thì lòng chẳng ưa. Cho đến nơi xóm, nơi đường, thấy trái cây rụng hay lúa đậu liền sinh lòng tham lượm hái. Có vô lượng tướng cảnh như vậy, nay Phật chỉ nói lược các tướng ấy. Đây gọi là từ ngạ quỷ chết đến sinh trong loài người. Chẳng phải ngu lường được, chỉ trí mới biết. Này các ông, nếu người ấy từ Atula chết đến sinh trong loài người, sẽ có những tướng sau đây mà người trí phải biết. Họ cao ngạo, ngã mạn, ưa giận dữ đấu tranh, oán hận chẳng quên, khởi tăng thượng mạng, thân họ to mạnh, mắt trắng như mắt chó, răng dài lộ ra ngoài, dũng kiện nhiều sức lực, ưa chiến trận, còn ưa nói đâm thọc phá hoại kẻ khác, lòng họ cao ngạo, khinh miệt sách luận của người. Người khác dù biết mà họ khéo dùng lời lẽ kính sâu, họ cũng có trí lực và phiền não lực, thích tự dưỡng thân thể. Có vô lượng tướng cảnh như vậy, nay Phật nói lược nhận tướng ấy, đây gọi là từ Atula chết đến sinh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, chỉ trí mới biết. Này các ông, nếu từ loài người chết rồi sinh trở lại loài người, thì có những tướng như sau mà người trí phải biết. Người ấy hiền, trực, ưa gần người lành, chê tránh kẻ ác, mến tiếc danh vọng bệt nhà mình, đốc hậu thụ tính, ưa thích tiếng tâm và lời khen tặng, mến ưa nghề khéo, kính trọng trí tuệ, có tâm hổ thẹn, tâm tánh nhu nhuyễn, biết ân dưỡng nơi các bạn lành, lòng thuận không trái, ưa xả thí, biết người hay dở, giỏi quan sát người có ích hay vô ích, giỏi đối đáp lãnh hội ngôn nghĩa ấy, giỏi hòa hợp, cũng giỏi trái lìa, giỏi làm sứ giả tuyên truyền ngôn ngữ, nơi các thứ ngôn ngữ, giỏi thông đạt, ghi nhớ chẳng quên, còn biết được thì sứ phi sứ. Có vô lượng tướng như vậy, nay Phật nói luật các tướng ấy, đây gọi là người từ loài người chết, trở lại sinh trong loài người, chẳng phải ngu lường được, chỉ trí mới biết. Này các ông, nếu người ấy từ thân trời chết rồi sinh trong loài người sẽ có các tướng sau đây mà người trí phải biết. Người ấy đoan chánh, thích thanh tịnh, ưa mang vòng hoa và ướp hương thoa hương nơi thân, thích tắm gội, thọ năm dục thì chọn thứ đẹp tốt mà chẳng ưa thứ xấu, ưa âm thanh và ca vũ, thuần giao hữu với các thượng nhân, chẳng kết bạn với hạ nhân, ưa lầu các nhà cao phòng rộng, lòng từ hòa mỉm cười, không giận, lời nói dịu dàng, đẹp hay khiến người nghe đẹp dạ vui lòng, thích chuỗi ngọc và y phục trang sức, thường ưa đi ra vào, bước đi thông dong nhàn nhã, làm việc chuyên cần, chẳng biến lười. Có vô lượng tướng như vậy, nay Phật nói lược các tướng ấy, đây gọi là người từ thân trời chết rồi sinh trong loài người, chẳng phải ngu lường được trí, ngu lường được chỉ trí mới biết.
Này các ông, nếu thiền nam thiền nữ muốn thoát khỏi các tướng ấy thì phải gần gũi thiền tri thức, thuận theo ý và làm theo chỗ làm của thiền tri thức. Thiền tri thức ấy sẽ thuyết pháp để họ được siêu độ. Này các ông, người từ địa ngục chết sinh trong loài người ấy, đời trước ở địa ngục, lúc họ làm thân người tạo những tội ác, vì họ giận tức nên giết hại. Do nghiệp giết hại ấy, dắt họ đọa địa ngục thọ nhiều thứ khổ. Sau đó sinh trong loài người, vẫn còn tập khí. Người ấy đã biết tướng dạng như vậy rồi, cần phải tự biết là mình từ địa ngục đến sinh trong loài người. Vì lại bỏ nhân chuyên địa ngục, người ấy phải tìm thiện tri thức. Gặp được thiện tri thức rồi, cung kính thừa sự. Thiện tri thức ấy vì trừ nghiệp sân hại mà dạy họ nói từ bi và trò đạo tương ưng từ bi. Do các pháp hành ấy trừ được tập khí, tàn thừa, nhân duyên địa ngục của người ấy. Thiện tri thức ấy hoặc vì họ nói thi la ba la mật đa, tương ưng từ bi, để trừ tội ác sân hại cho người ấy. Lúc người ấy tu từ bi, sáu pháp ba la mật đa sẽ đầy đủ thêm lớn phước đức. Này các ông, người từ súc sinh, chết sinh trong loài người, đời trước làm súc sinh, đúc làm thân người, họ thực hành quen tập pháp ngu si, do quen tập ngu si bèn làm ác nghiệp, do ác nghiệp ấy sinh trong loài súc sinh. Họ lúc xưa thọ thân súc sinh, ăn ở chung với nhau lâu ngày, có những hành động của súc sinh, nên nay làm thân người vẫn còn những tướng theo tập tục, theo tập khí súc sinh. Người ấy khi đã được người thân nghe được pháp như vậy, thấy việc làm của bản thân phải tự biết, ta từ súc sinh chết đến sinh trong loài người đây. Vì bỏ rời nhân duyên súc sinh, họ phải tìm thiện tri thức. Vì trừ tập khí ngu si, thiện tri thức dạy họ 12 nhân duyên, do pháp nhân duyên ấy mà trừ được ngu si. Thiện tri thức ấy hoặc vì họ mà dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên người ấy thể tánh ngu si tự lìa dứt, bèn sinh trí tuệ. Này các ông, người từ ngạ quỷ chết đến sinh trong loài người, đời trước làm ngạ quỷ, lúc làm thân người, họ thực hành tích chứa pháp sang tham. Kẻ ấy do tu hành pháp sang tham, kiên trì không bỏ, nên theo nghiệp lực ấy sinh trong loài ngạ quỷ, cùng chung ở lâu với các ngạ quỷ, hành động theo nghi thức ngạ quỷ. Người ấy từ ngạ quỷ mạng chung, khi đã được thân người, vẫn có những hành động theo tập khí ngạ quỷ. Khi nghe được pháp này, tất cả hành động bản thân họ cần phải tự biết. Ta vốn là ngạ quỷ, chắc rồi đến sinh trong loài người này. Vì muốn bỏ rời hành nghiệp ngạ quỷ, người ấy phải tìm thiện tri thức. Vì trường nghiệp sang tham của người ấy nên thiện tri thức dạy họ pháp bố thí. Nhờ pháp bố thí khiến nghiệp sang tham được trừ, hoặc thiện tri thức dạy họ pháp trợ bồ đề tương ứng với bố thí, hoặc dạy họ đàn na ba la mật đa. Người ấy tu đàn na ba la mật đa nên được đủ pháp sáu pháp ba la mật đa. Thiện tri thức hoặc dạy họ tất cả pháp đều bình đẳng. Người ấy tu pháp bình đẳng nên được đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên có tâm hướng đến nhất thiết trí. Này các ông, người tự Atula chết đến sinh trong loài người, đời trước là Atula, lúc làm thân người, họ làm nhiều căn lành mà kiêu mạn. Người ấy do kiêu mạn nên tạo các nghiệp, do sức nghiệp kiêu mạn tích tập mà sinh trong Atula, cùng chung ở lâu với chúng Atula, làm những nghiệp Atula. Từ Atula chết họ sinh trong loài người, nhưng tập khí nghiệp Atula vẫn còn. Người ấy nghe pháp như vậy, quan sát hành động của mình và tự biết rằng ta vốn từ Atula chết rồi sinh trong loài người. Vì muốn bỏ rời hành nghiệp Atula, nên người ấy phải tìm thiện tri thức. Vì trừ nghiệp kiêu mạn cho người ấy, thiện tri thức dạy họ thánh trụ xứ. Do pháp môn này khiến họ trừ được nghiệp kiêu mạn, hoặc dạy họ pháp môn không, do đó khiến họ dứt trừ nghiệp kiêu mạn tôi ta mà được trí vô ngã. Hoặc dạy họ nhân duyên hòa hợp nếu có các pháp, do hòa hợp mà có tạo tác, nếu không hòa hợp thì không sợ tác. Quan sát như vậy thì kiêu mạn và nghiệp đều tiêu trừ, hoặc dạy các pháp nhất tướng. Tu theo đây thì được đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa, mau chứng nhất thiết trí, trọn chẳng thoái chuyển. Này các ông, kẻ từ nơi thân người chết rồi lại sinh trong loài người, lúc đời trước làm thân người, họ tu hành tích tập 10 nghiệp đạo lành, do nghiệp lực luôn luôn tu hành tích tập nghiệp đạo lành ấy mà lại sinh trong loài người đây. Người ấy xưa kia lúc làm thân người, ở chung với con người rất lâu, hành theo nghi thức của loài người.
nay trở lại làm thân người do nghiệp tích tập, nên nghe pháp như vậy và tự biết rằng ta vốn từ thân người chết rồi lại sinh trong loài người này. Vì muốn vượt bỏ tập khí nghiệp người, họ phải tìm thiền tri thức. Vì trừ tập khí ấy, thiền tri thức dạy họ vô thường tưởng để trừ tập khí, hoặc dạy họ sinh từ lỗi khổ, niết bàn rất vui. Nghe pháp đó rồi, người ấy được nhàm sinh tử khổ, sinh tử lỗi khổ, mà ưa thích niết bàn vui. Hoặc dạy họ sáu pháp ba la mật đa, do đó hoặc họ có thể phát tâm vô thượng bồ đề, hoặc dạy họ phương tiện khéo léo. Do đó, họ có thể kiên trì sáu pháp ba la mật đa mau chứng nhất thiết trí, trọn chặn thoái chuyển. Nay các ông, người từ thân trời chết rồi sinh đến sinh trong loài người. Đời trước làm thân trời, lúc làm thân người, tu phạm hạnh bố thí, trì giới đều mong phước báo tương lai. Tu hành tích tập thiện nghiệp như vậy, dài lâu xong, do nghiệp lực ấy sinh thân trời, cùng chư thiên chung ở lâu, quen nghi thức chư thiên. Từ thân trời chết tập khí pháp hành chư thiên vẫn còn. Khi được thân người rồi, nghe pháp như vậy, quan sát hành động của mình, người ấy phải tự biết rằng, ta khi xưa chắc hẳn từ thân trời chết đến sinh trong loài người. Vì muốn vượt bỏ tập khí chư thiên, người ấy phải tìm thiện tri thức. Thiện tri thức ấy dạy họ tu trì phạm hạnh chẳng cầu báo tương lai, dạy cho họ biết cầu phước báo là lỗi lầm. Dạy rõ tình tu phạm hạnh không chỗ y trước thì được phước vô lượng. Dạy họ tu bố thí chẳng cầu phước báo, nói cầu báo là lỗi lầm. Dạy rõ bố thí không chỗ y trước thì được phước vô lượng. Dạy họ tu trì giới chẳng cầu phước báo tương lai, nói cầu báo là lỗi lầm. Dạy họ dạy rõ trì giới không chỗ y trước thì công đức vô lượng, hoặc dạy họ phương tiện khéo léo. Do đó người ấy có thể hành sáu pháp ba la mật đa. Thực hành sáu pháp ba la mật đa xong, nên sáu pháp ba la mật đa lần lần được phiên mãn, mau chứng nhất thiết trí, trọn chẳng thoái chuyển. Nay các ông, người từ địa ngục chết đến sinh trong loài người, phải nương tựa thiện tri thức đã được nghe pháp bình đẳng của chư Phật ba đời. Được nghe pháp bình đẳng rồi, phải phát cần tinh tấn, nương thành ấp, tụ lạc cùng đại chúng, ở nơi đủ cả bốn bộ chúng, cùng nhau luận lượng Phật pháp, học vấn nạn đáp. Pháp ba đời bình đẳng được hiện ra trước, hiểu tất cả pháp không có tự tánh. Do tu trí hiểu này mà phiền não lần trừ. Này các ông, người từ súc sinh chết sinh trong loài người ấy, phải nương tựa thiện tri thức, gần gũi người đa văn. Do gần người đa văn mà trừ lòng ngu si, người ấy dù cần người đa văn và các kinh luận mà quán tưởng chẳng phải có, người ấy quán tưởng chẳng phải có, rồi tự nhiên hiểu chứng pháp không tự tánh. Do đó mà pháp ba đời bình đẳng tự nhiên hiện tiền, mau chóng đạt nhất thiết trí, trọn chẳng thoái chuyển. Này các ông, người từ ngạ quỷ chết sinh trong loài người, phải nương tựa thiện tri thức tu hành bố thí để trừ sang tham và làm các công đức. Do vì tu xả thí nên tâm họ chẳng tích tụ, do đó pháp ba đời bình đẳng tự nhiên hiện tiền, hiểu được nhất tướng, tức là vô tướng. Người ấy do tu trí hiểu vô tướng này nên mau chứng nhất thiết trí, trọn chẳng thoái chuyển. Này các ông, người từ Atula chết đến sinh trong loài người, phải nương tựa thiện tri thức để cùng chiến đấu với phiền não ma. Thế nào là phiền não ma? Đó là kiêu mạn. Bây giờ người ấy nên quan sát gì là mạn, ai bị khinh mạn, ai do mạn này mà khởi phiền não xử, ai bỏ mạn ấy. Người ấy, khi người ấy suy tiền như vậy, không có mạn để được, cũng chẳng thấy có ai nhiếp thọ mạn ấy. Người ấy do quán sát nghĩa như vậy nên không có mạng đẻ được, không có người mạng, cảnh giới tương ưng với mạng cũng chẳng có được, cũng chẳng thấy có ai bỏ kiêu mạng. Quán sát như vậy rồi thì không một pháp có thể được. Người ấy lại quan sát như vậy, do ác nhiếp thọ, tự phỉnh thân mình, cũng phỉnh thân người. Lúc quan sát như vậy có thể thấy các pháp không có tự tánh, do thấy các pháp đều không có tự tánh nên thấy pháp chẳng phải có, do chẳng phải có nên biết chẳng thành tựu, do chẳng thành tựu nên biết là chẳng sinh, vì chẳng sinh nên biết là chẳng diệt, đã chẳng sinh diệt thì nó là chẳng thể nêu bày. Nếu hiểu được chẳng thể nêu bày thì nó chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai, ba đời chẳng thể nắm bắt được. Các pháp đã là ba đời chẳng thể nắm bắt được,
thì nên biết chưa hề có được, có mất. Đây là tất cả pháp bình đẳng. Do tất cả pháp bình đẳng nên biết tất cả pháp là chân như không đổi, không khác. Như Lai cũng là chân như không đổi, không khác vì tất cả pháp tức là chân như. Do đó nên quan sát kiêu mạn được biết người ấy từ thân người, đời trước chết rồi lại sinh trong loài người. Vì họ có sức tập khí kiêu mạn cho đến từ địa ngục chết đến sinh trong loài người. Do có tập khí kiêu mạn nên biết được tướng ấy. Nếu không tập khí kiêu mạn thì chẳng thể nói được là người ấy từ thân người đến hay cho đến từ trong địa ngục đến. Này các ông, đây gọi là trí tuệ lìa rời kiêu mạn. Tướng ấy phải cho đủ phương tiện khéo léo mới có thể biết được. Là do Bát Nhã Ba La Mật Đa gia trì nên người ấy mới biết được. Lúc ấy 8.000 người ngoại đạo nghe Đức Phật thuyết pháp liền được vô sinh pháp nhẫn. Chúng ấy được vô sinh pháp nhẫn rồi liền đứng dậy đảnh lễ chân Phật. Họ đảnh lễ chân Phật rồi đứng qua một phía, khác miệng đồng lời nói kệ tán thán Đức Phật. Đạo sư kiến lập sức trí tuệ, biết các đạo thú chẳng do người, biết các chúng sinh đi các thú, như thấy trái cây cầm trong tay, như các kiến thủ trượt thế gian, ví như mây mù chướng hư không, do đó bị ngu thường lưu chuyển, như bọn người mù lạc đường chính. Thế gian là thường, là vô thường, là nói cũng thường, cũng vô thường, là nói phi thường, phi vô thường. Họ như voi đuôi đi vào thành, nói đời hữu biên hay vô biên, cũng nói hữu biên cũng vô biên, nói phi hữu biên phi vô biên, cho đây lưu chuyển như chim lồng, là nói tức thân là thần ngã, hoặc nói ly thân có thần ngã. Bị vọng tưởng phân biệt trói buộc, như chim xa lưới lồng sinh khổ, là nói trời tự tại hóa ra, là nói sinh chẳng phải do nhân. Chúng sinh bị kiến chấp che lấp, ví như mây mù che khuất trăng, như trứng trong lòng nở ra chim, theo các lỗ trống thường muốn ra. Chúng sinh bị kiến chấp làm ngu, họ chứng giải thoát như chim lòng. Lại lễ Phạm Vương và Thiên Chúa. Lại lễ Đồng Hài và Phụ Nhân. Lại lễ Phương Hải Tỳ Sa Môn. Như giặc bị bắt cầu thần linh, dường như kẻ nghèo gặp chủ nợ, cầu lập bảo chứng cùng chủ nợ. Như vậy người đời chấp kiến thủ, ngu si cầu trời mong dục lạc. Phật thấy chúng sinh y chân thật, như thấy năm ngón trên bàn tay, ở trong các thú chịu trong khổ, như bọn giặc cướp vào lao ngục. Với họ Thế Tôn lòng thương xót, tu các đạo hạnh biết các thú. Thế Tôn đã dạy pháp xuất ngục, như vua sinh trai phóng đại xá. Thương đời chẳng kể vô số kiếp, tu các khổ hạnh được bồ đề, kiến thù phá hoại bọn ngu si, Phật dạy cho họ được giải thoát. Do đây thiện thệ thiên nhân sư, ở trong các pháp được tự tại, chúng con kiến chấp nên lạc đường. Nơi kiến chấp Phật cứu chúng con, do đó Thế Tôn có đại lực, có độ vô ý không oán đối. Giờ chúng đại hống như sơ tử, chúng con cũng nguyện được pháp ấy, vì nó hay động cõi đại thiên, cũng dùng pháp ấy chiếu khắp chúng. Dùng nó thọ ký các chúng sinh, cũng nguyện chúng con gặp gỡ họ. Bây giờ, Đức Thế Tôn biết chưa ngoại đạo đã tính sâu, nên hiện tướng mỉm cười phóng ánh sáng. Tuệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch hỏi Đức Phật, Phật thương thế gian hiện mỉm cười, vì thấy các chúng ngoại đạo ấy, ngưỡng mong Như Lai nói cớ cười. Phật hiện mỉm cười có nghĩa chi? Đấng khéo hiểu nhân chẳng không nhân, mà hiện mỉm cười phóng ánh sáng, lành thay đấng hiện sáng mỉm cười. Đại chúng chiêm ngưỡng mong Phật nói, đại chúng tại hội đều hoài nghi, vì thấy Phật hiện ánh sáng cười, tất cả đều như nhìn trăng tròn, nhìn Phật chờ nói cớ mỉm cười. Ai tại hôm nay dân cúng dường, ai ngày nay làm vui từ phụ, ai nay ai có được Phật công đức, lành thay đại trí sinh diễn nói. Đại chúng nghe rồi chắc mừng vui, đều do ngoại đạo được thọ ký, ngưỡng mong đạo sư thương nói cho, ở trong thừa nào họ đắc đạo. Lành thay Mâu Ni trừ chúng nghi. Do đây đại chúng được mừng vui, một lòng hướng Phật không thoái chuyển. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Tỳ Kheo Mã Thắng, lành thay Mã Thắng khéo biết thời, hay hỏi Như Lai hàng ma oán, thương xót thế gian lời nói lời ấy, hay hỏi đạo sư vô thượng sĩ, Phật sẽ nói sự hiện mỉm
cười. Ông phải nhất tâm nghe duyên cớ, ông phải vui mừng nghe Phật nói, nay nói nghĩa cớ Phật mỉm cười. 8.000 ngoại đạo đều điều phục. Bỏ các ái kiến trụ thiện kiến, thấy thế gian bị kiến thủ não. Hồi khởi bi tâm cầu bồ đề, tất cả kiến chấp đều được bỏ. Vì họ đã biết chánh kiến vậy, từ Phật được nghe ký vô ngại. Họ đều ưa cầu nhất thiết trí, chỗ Phật quá khứ được ký rồi. Cũng như đại bi lượng túc tôn, đầy đủ chỗ hai ức chư Phật, để được lên vô thượng bồ đề. Chỗ Phật tu trí cũng chẳng thiếu, tu trì tịnh giới, tu thiền định, tình tu trí tuệ phát tinh tấn, nơi các quần sinh tu nhẫn nhục, thường tu tập sáu pháp ba la mật, lựa chọn trí tuệ cầu bồ đề, mà thắng thịnh hội đấng hàng ma, phát tâm thích cầu Phật bồ đề. Những khổ não ấy do đàn ác, nương tựa nơi chỗ có kiến chấp. Chúng ấy nay thấy đấng đạo sư, bỏ các ái kiến đều không thừa. Do được thật hiểu lời Phật dạy, tuy thuận Phật pháp khởi tâm tính, họ ở nhiều ức Phật vị lai, đều xuyên cúng dường cầu bồ đề. Ở đời vị lai, kiếp tinh tú, đều được làm Phật đồng một hiệu, hiệu phổ văn Phật danh tiếng lớn. Phật ấy đại trí độ thế gian, quốc độ Phật ấy rất thanh tịnh, nhiều thứ trang nghiêm không đâu bằng. Cõi ấy chúng sinh không ác kiến, thuần cầu bồ đề quả hiền thắng. Cõi ấy chúng sinh không ác thú, thổ ấy cũng không tất cả nạn. Tất cả Phật ấy thọ mạng lâu, đồng trụ thế gian 80.000 tuổi. Chúng sinh nghe được danh Phật ấy đều được không thoái thượng bồ đề. Nếu những người nữ nghe hiệu Phật, tất cả đều được thân nam nhi. Như vậy Thế Tôn đấng hàng ma đã thọ ký cho chúng ngoại đạo, tất cả trời người thọ ký thảy đều vui sinh kính tinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội Bồ Tát Thấy Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.